Xin chào tất cả các bác đang theo dõi kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Video ngày hôm nay thì em không có dành thời gian để test cũng như giới thiệu tới anh em những cái bộ dàn, những cái bộ sản phẩm mới về hàng bên em. Và video này là một trong những video để giới thiệu tới anh em thêm một cái tip cũng như một cái hướng dẫn rất là hay để cho anh em đang chơi những cái đầu giải mã network tích hợp mạng nói chung cũng như những đầu ampli số tích hợp mạng và có hỗ trợ công nghệ stream nhạc qua DNAA nói riêng, thì có thể tham khảo video này để trang bị cho mình thêm một những trong những cái tính năng chơi nhạc rất là hay. Trước đây trên kênh của em thì cũng đã có những cái video giới thiệu về cách để các bác có thể mua, để có thể cấu hình cho mình một chiếc Music Server và giới thiệu tới các bác vì sao các bác nên chơi Music Server chứ không chơi trực tiếp từ cái tính năng ổ cứng, trừ từ trên những cái tính năng từ trên cái cổng mà bộ dàn để cung cấp để các bác đạt hiệu suất cao nhất. Thì ngày hôm nay thì cái video này của em sẽ hướng dẫn tới các bác đối với những các bác đang sử dụng đầu DAC giải mã chuyên dụng này hoặc cũng thể một con âm ly số có tích hợp network, một cách rất là hay đó là các bác có thể tận dụng chính cái máy tính PC nhà bác cũng như laptop nhà các bác để các bác biến cái khả năng chơi nhạc trên máy tính đấy như một cái tính năng Music Server, và các bác không phải mua thêm thiết bị hỗ trợ Music Server. Đối với những bác nào ổ cứng dung lượng ít, dung lượng lưu trữ bên trong ít thì các bác có thể tham khảo mua thêm ổ cứng, còn đối với những bác nào đang có ổ cứng dung lượng cao thì không cần phải làm gì hết, chỉ cần kết nối mạng cho đầu giải mã hoặc là âm đi số, sau đó ở trên máy tính các bác có thể chơi nhạc không dây qua những cái thiết bị này. Ngoài ra thì các bác cũng có thể chơi ở trên điện thoại và các bác có thể gõ chọn bài ở bất cứ đâu trong căn phòng của các bác và không cần đến máy tính, cũng như là không phải thao tác ở trên dàn, cũng như là không phải chọn suộc, cũng như là nhìn trên màn hình nữa. Đấy là cái hướng dẫn ngày hôm nay để các bác hướng dẫn các bác. Tại sao em lại gộp luôn một chiếc DAC tích hợp network ở đây là con Tech NT503 cũng như là một con âm ly số HM76 đang có mặt ở đây? Tại vì ở đây là hai dòng sản phẩm đang bán rất số lượng rất nhiều tại shop, và em nghĩ là video này sẽ cực hữu ích đối với anh em đã mua sản phẩm nhá. Riêng cái đầu giải mã em đã bán số lượng rất là nhiều rồi, kể cả những cái giải mã có và không có network cũng như những đầu âm ly số 86D cũng như 76D đang rất hot trên thị trường hiện nay với mức giá cực tốt, thì đây là một trong những video mà không thể thiếu cho các bác khi các bác sử dụng tới hai thiết bị này. Tiện đây thì cũng chia sẻ nhỏ với anh em luôn là đối với những anh em nào đang dùng DAC, dùng máy tính cây để truyền nhạc qua DAC bằng giao thức USB, cái dây cáp đấy ạ, thì anh em phải rất nên cẩn trọng với cây máy tính của anh em nhé. Tại vì là đã có một vài trường hợp bị dùng một thời gian bị hỏng cái cổng USB đấy và máy tính nó không nhận nữa, thì em có liên hệ với các kỹ thuật của bên các hãng thì họ có chia sẻ là do cái máy tính đấy nó không được tiếp đất, cũng như là cái nguồn điện ở cây nó hở ra, cái nguồn điện ở đường ra ở cái đầu USB ấy, nó không tốt và nó dẫn đến cái hiện tượng hỏng cái IC nhận USB ở trên cái DAC. Vì thế các bác sử dụng cái máy cây đặc biệt phải rất cẩn thận, hoặc những cái laptop của các bác mà nó xuất đường điện ra cao hoặc là những cái laptop nó cũ rồi thì các bác phải rất cẩn thận trên cái đường, trên cái chế độ đấy nhá. Và sau khi được nghe giải thích như thế thì em sẽ không bảo hành cho các bác trên những cái đầu giải mã với cổng đấy nữa. Đó, đây là những cái thông tin mà anh em có thể tham khảo thêm. Còn bây giờ các bác hãy chuẩn bị những cái phụ kiện hỗ trợ như sau. Đầu tiên là nếu mà các bác đang sử dụng laptop, các bác phải có một chiếc laptop. Thứ hai là các bác đang sử dụng máy cây thì các bác phải có một cái máy cây. Ngoài ra thì ở trong máy của bác phải có nhạc lưu trữ, thì tùy theo cái đầu giải mã hay là cái âm ly của các bác có nhạc, nó có thể đọc dạng nhạc đến định dạng nào thì các bác có thể chuẩn bị tới định dạng nhạc đó. Và cái giao thức truyền không dây này cũng hỗ trợ tới chuẩn nhạc DSD các bác nhá. Tiếp đến là các bác, nếu mà các bác ổ cứng dung lượng thấp thì các bác có thể chuẩn bị cho mình một cái ổ cứng nhạc gắn ngoài. Ngoài ra thì ở trên điện thoại, ở trên máy tính, laptop hoặc PC của các bác phải cài cho em thêm phần mềm có tên là Driver Media. Phần mềm này đã phát triển lên phiên bản thứ 20 năm và các bác có thể mua phần mềm này vĩnh viễn để được hãng support khoảng hơn 1 triệu một bản miễn phí, mỗi một bản pro dùng trọn đời.
hoặc là các bác có thể tải những bản crack ở trên mạng, các bác crack vào các bác dùng, khi nào nó hết crack thì các bác lại có thể crack lại cái này, thì tùy vào cái mức đầu tư của bác. Tuy nhiên đấy là những cái mà em đã nốt lại khi bác thao tác. Trong những phần tiếp theo này các bác phải có nhé. Ok, mời các bác cùng tham khảo hướng dẫn cách cài đặt để chúng ta có thể khai thác cái máy tính thành nguồn coi như một cái music server để chứa nhạc, và các bác chỉ cần chọn nhạc trên điện thoại thôi. Ok, chúng ta cùng bắt đầu. Ok, sau khi đã sắp xếp đầy đủ tất cả những cái phụ kiện để các bác có thể thao tác ở trên máy tính, cài đặt mà cái những cái phần mềm như em đã giới thiệu tới các bác để các bác sử dụng những cái tính năng nghe nhạc, tận dụng cái máy tính laptop hoặc PC của các bác thành một cái tính năng music server cho nhạc không dây, thì ở trên máy tính ấy, các bác phải tìm phần mềm có tên là Driver Media này. Đấy, thì cái phiên bản hiện tại mới nhất của hãng là cái phiên bản thứ 20 năm. Các bác có thể tìm những cái bản crack từ của những phiên bản 24 hoặc 25 ở trên mạng để các bác có thể cài vào máy tính của mình và dùng free. Nếu mà key nó hết thì các bác có thể crack lại. Đây, cái này thì nó sẽ dành cho những bác nào rành đòi về thông tin một chút. Còn những bác nào lớn tuổi, các bác không rõ về những cái này thì các bác có thể nhờ những người thân, những bạn trẻ trong gia đình am hiểu về tin học để có thể cài đặt cho các bác phần mềm này. Ở phần mềm cho nhạc số thì em đã khuyến khích các bác rồi. Thứ nhất là các bác chơi Fubo, hoặc thứ hai là nếu mà các bác có điều kiện thì các bác chơi Driver Media, một trong những phần mềm quản lý nhạc số rất là thông minh và dùng rất là thích, tương thích với cả hai nền tảng đó là Windows và iOS. Bây giờ chúng ta sẽ, sau khi các bác cài đặt về, nếu bác nào có kinh tế dư giả thì các bác có thể vào thẳng web của hãng và tải phần mềm này về và trả phí cho họ cái để mua cái bản Driver Media này trọn đời luôn. Thì nó đâu đó, như hôm trước em mua nó khoảng hơn 1 triệu đấy, nó là 59 hay là 60 đô đấy, thì chúng ta tính là cái giá trị như thế. Tuy nhiên thì các bác sẽ sở hữu một phần mềm chơi nhạc, quản lý nhạc rất là thông minh. Ok, sau khi các bác cài đặt vào máy thì các bác sẽ bắt đầu tiến hành mở thiết bị lên. Và trước khi chúng ta thao tác tiếp thì các bác phải chắc chắn cho em, giúp em rằng là đầu giải mã cũng như âm ly số của các bác đã được kết nối với mạng wifi hoặc mạng dây mà cái máy tính laptop hoặc là cái PC này đang kết nối các bác nhá. Nó phải chung một modem, chung một cái hệ thống, cái nền tảng wifi nhá. Nếu mà nó khác nền tảng wifi thì chúng ta sẽ không thao tác được đâu. Đó, đầu tiên là đây là cái giao diện của Driver Media này. Đây là giao diện Driver Media. Thì đầu tiên các bác sẽ phần vào phần cho em là phần tool. Tool sau đó vào option này. Các bác sẽ vào phần audio và tìm đến cho em cái phần beat streaming này. Đó, các bác chọn về .dsd. Cái thao tác này để giúp chúng ta có thể chơi DSD ở trên phần mềm máy sang cái đầu giải mã cũng như cái âm ly số luôn. Đó. Tiếp đến các bác tìm đến phần Media Network. Thì các bác tích vào User Media Network to Share. Đó. Thì máy sẽ báo lên cái khung cảnh báo như này, chúng ta chỉ cần đách thôi. Đách thôi. Đối với những bác nào nhà đang cài Windows Firewall ấy, cái tường nửa ấy, thì các bác có thể accept cái allow cho nó, allow để chấp nhận nó, cái phần mềm nó có thể truy cập vào. Ok. Các bác nhìn thấy màn hình nó sẽ hiển thị ra một cái thông tin, đó là access key. Thì các bác ghi chú lại cái này vào một tờ giấy giúp em, QWFU. Cái mã này thì mỗi nhà một khác nhá, mỗi máy, mỗi khi các bác cài thì nó sẽ cấp cho một cái mã khác nhau. Ok, ấn ok này. Đấy, sau đó các bác chọn phần Generic DNA Network này. Đó, ấn Finish. Đó, tiếp theo thì các bác ấn vào cho em cái phần Add Config DNA Server này. Add Config DNA Server nhá. Xong vậy các bác tìm xuống phần Mode này. Các bác chọn về phần Original. Đấy, Original nhá. Ok. Cái thao tác vừa rồi của chúng ta nó sẽ có hai mục đích. Đó là chúng ta có thể nhìn thấy những cái thiết bị, nhìn thấy những cái thiết bị mà nó hỗ trợ cái tính năng chuyển nhạc qua công nghệ DNA trên cái phần mềm này. Ngoài ra thì nó sẽ giúp chúng ta thêm một cái tính năng nữa, đó là có thể stream nhạc trên phần mềm này với cái định dạng nhạc DSD 64 hoặc 128 hoặc 256 sang cái âm ly của, sang cái đầu giải mã của bác hoặc là cái âm ly của bác, và sẽ có một cái tín hiệu rất là mượt mà. Đó. Ok, sau khi mà các bác đã cài đặt cái bật cái tính năng DNA lên ấy, ở trên cái phần mềm này này, thì cái phần mềm này nó sẽ tự động nhận cho chúng ta hai cái thiết bị mà các bác vừa được xem ngay đoạn đầu video của em, đó là Tech NT503 và Pioneer HM76. Bây giờ việc còn lại là chúng ta chỉ cần tích vào
hai cái thiết bị này và mở nhạc cho nó thôi. Và cái đặc điểm rất là thú vị ở trên cái phần mềm chơi nhạc này nữa, đó là nó có khả năng chơi song song và độc lập hai thiết bị khác nhau. Các bác cắm bao nhiêu thiết bị vào nó cũng sẽ chơi. Ví dụ nhá, em sẽ mở nhạc ở trên con HM76 này và mở nhạc ở trên con Tecno T53 và nó sẽ chơi độc lập chứ nó không liên quan gì đến nhau. Ví dụ con này em sẽ mở một bài nhạc đi. Chúng ta sẽ tìm một bài nhạc. Đây, chọn bài đầu tiên mà chúng ta đã mở. Và bây giờ các bác sẽ cùng nghe em mở cái nhạc ở bộ dàn ra. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cho nhỏ đi và mở tiếp đến cái thiết bị đầu giải mã Tecno T503. Bấm vào Tecno T503 này và chọn nhạc. Bây giờ em sẽ bật nhạc từ Tecno T503 cho các bạn nghe thử nhé. Đấy, thằng này vẫn đang phát này và thằng này cũng phát này, nó chạy độc lập luôn. Đó, các bác có thể thấy. Thì với cái tính năng rất là hay này thì nó sẽ khả dụng cho các bác những trường hợp như này. Các bác có thể chuyển đổi giữa hai hệ thống rất là nhanh, hoặc các bác có thể mở cho hai hệ thống nhạc khác nhau giữa hai tầng khác nhau hoặc các phòng khác nhau. Ví dụ như là phòng ngủ này, rồi phòng khách. Các bác đặt hai thiết bị khác nhau thì nó sẽ đáp ứng được nhu cầu của hai thiết bị này khác nhau. Đó. Và cũng một lúc nữa thôi, em sẽ giới thiệu tới các bác cách để có thể chọn bài và điều khiển tất cả những cái thông tin nhạc ở đây, ở trên ngay trên điện thoại các bác thôi. Các bác không phải ngồi trên máy tính nữa. Màn hình máy tính các bác chỉ cần tắt đi, máy vẫn bật như thế, cây vẫn bật, hoặc là cho cái chế độ tắt màn hình ở trên laptop đi, và các bác chỉ cần dùng điện thoại để thao tác thôi. Ok, các bác sẽ được tìm hiểu vào cái phần tiếp tới đây thôi. Tuy nhiên thì đang tiện quay cái suộc màn hình này, em sẽ giới thiệu tới các bác một chút về cái cách quản lý nhạc ở trên cái phần mềm Zvon Media này rất hay như này. Và em sẽ tạm dừng lại cả hai thiết bị phát. Và ở trong phần này này, ví dụ như hai con TV của em cũng có thể phát nhạc cũng như là phát cái video lên đó được các bác nhé. Và chúng ta sẽ tắt cả hai cái, dừng hẳn hai cái này đi. Đây, phần Playing from Main Library này này là cái phần để các bác có thể chọn nhạc từ cái ổ cứng của các bác vào. Đó, các bác chỉ cần ấn vào đây là hai con music server của em không nói này, các bác ấn vào Add Library này thì các bác chọn đường dẫn của nó, thì các bác có thể chọn đúng cái album hoặc track nhạc để chơi qua thiết bị này. Tuy nhiên, đây là cái giao diện của em mà em đã đồng bộ nhạc vào rồi, thì các bác sẽ nhìn thấy nó rất là nhiều như này. Và khi các bác bấm vào phần audio này này, nó sẽ có rất là nhiều cách sắp xếp khác nhau để các bác quản lý nhạc theo dạng album này, rồi theo dạng tên album này, tên file luôn này, đó rất là nhiều, hoặc có cả những cái chế độ 3D như này để các bác có thể trải nghiệm. Nhưng bình thường nếu mà các bác album nhạc của các bác tự làm ra, các bác tự quản lý được thì dùng cái chế độ này. Tuy nhiên thì em sẽ lựa chọn cái chế độ archive này, rất là hay. Và trong cái chế độ album nhé, khi các bác chọn một album nào đó, đấy, các bác chọn album thì họ sẽ, cái phần mềm nó sẽ hiển thị được một danh track, list track bài hát ở đây. Đấy, rất là hay. Đây là, và cái làm sao để mà đưa được nhạc vào trong này đây. Các bác lưu ý lại nhá. Ấn vào file này, ấn vào library này, và ấn import. Import thì nó sẽ có nhiều, import single folder này, đấy, các bác nhìn thấy chưa? Singer này, các bác chỉ việc ấn next thôi. Sau đó thì chọn đến cái ổ cứng đang chứa nhạc, hoặc là ổ mặc định này. Ví dụ như em đang lưu ở E, ổ F, ổ gì gì đó. Các bác chỉ cần ấn chọn nó và ấn OK và ấn Finish.
thì tất cả các nhạc ở trong cái ổ đấy nó sẽ ăn và album nó sẽ đồng bộ ra cái giao diện trong cái phần audio này. Đó. Và khi các bác chơi ở trên cái DAC hoặc là cái âm đi kia sang, các bác bấm lên phần này. Các bác ấn vào con nào cũng được. Thì các bác một là các bác có thể chọn bài ở đây, hai là các bác ấn mở phần audio này ra. Các bác mở phần audio ra nhá. Và các bác cũng có thể chọn luôn ở đây. Các bác chỉ cần chọn một bài ở đây thôi. Chọn một bài phần này này. Ở cái phần bìa album này thì các bác khi bác sang cái phần playing now của cái thằng NT573 thì nó sẽ đưa cả một cái album, danh sách album sang. Còn các bác muốn chọn album khác thì các bác lại phải vào phần artist này để kéo tìm album khác. Ví dụ các bác chọn một album khác để em sẽ tìm một album album này chẳng hạn. Các bác tích đôi vào để play nhá. Và cái đây cái không phải định dạng nhạc của nó. À đây, với cả về đây. Các bác tích đôi vào chọn để chọn nhạc này. Sau đó nó sẽ chọn bài, nó sẽ nảy track trên này và các bác chỉ cần ấn sang cái con máy đấy và nó sẽ nốt cả một album luôn. Và cái phần mềm nó cũng rất là hay, nó sẽ cho chúng ta biết cái chất lượng bài hát của chúng ta lưu trữ là bao nhiêu. Đó. Còn bây giờ em sẽ hướng dẫn cho các bác cái cách để các bác có thể điều khiển cái phần mềm River Media này trên điện thoại để các bác chọn bài nhé. Và em sẽ quay luôn bằng chiếc iPhone chứ em sẽ không quay màn hình điện thoại nữa. Tại vì khi mà ghép vào một video rất là lâu và mất thời gian, các bác cùng chịu khó và tham khảo giúp em nốt cái phần này thôi. Em sẽ thao tác luôn trên chiếc BlackBerry của em đang chạy nền tảng Android. Đối với các bác đang chạy nền tảng iOS thì cũng sẽ làm tương tự thôi. Các bác sẽ tải phần mềm cho em một cái phần mềm có tên là Gizmo này này. Đó. Gizmo nhá. Đây nó đang kết nối mất rồi. Thôi thì chúng ta sẽ xóa đi cái này. Các bác vào cho em cái CH Play đi. Tìm phần mềm đó. Đây, nó hình cái hai cái bàn tay chạm vào nhau này. Các bạn cài đặt. Ở trên iOS thì các bác cũng sẽ cài đặt tương tự nhá. Các bác cài đặt tương tự trên cái App Store ấy. Đó. Ấn mở lên. Đây, mở lên. Đối với nền tảng Android thì nó sẽ có cái dòng Enter a River Media Server Asset Key. Đây là cái gì? Đây chính là cái mà lúc em bảo các bác ghi ra giấy ấy. Nếu mà các bác nào quên thì các bác có thể quay lại màn hình, quay lại phần mềm và sẽ chọn vào như này cho em. Jury Media này. Đó, option này. Vào phần Media Network này đây. Cái asset key này, nó chính là cái QWSI này này. Đó. Em sẽ nhập vào nhá. Nhập đúng cái key mà phần mềm đưa cho các bác nhá. WSI này. Ấn go. Đó, nó sẽ vào đăng nhập vào phần mềm và nó sẽ hiện ra những cái phần mềm này các bác có thể điều khiển này. Ví dụ như em đang phát sang tech NT503 thì em sẽ chọn vào tech NT503 này. Đây, cái giao diện phần mềm nó như này đây. Các bác có thể next bài hoặc là chọn những bài khác, ví dụ như vào playing now này này thì các bác có thể next bài trong này này. Đấy. Hoặc là các bác có thể xem list track ở đây luôn, bấm vào cái ba cái sọc bên cạnh này. Và có thể chọn luôn bài khác được. Đó, không cần máy tính nữa. Đấy, chọn bài khác và chơi luôn. Khi bác quay lại phần mềm này, các bác ấn vào audio này. Và các bác cũng có thể chọn bài trên này như trên cái máy tính của cái album này. Đó, rất nhiều các bác thấy chưa. Đây là máy của em rất là nhiều nhạc nên là sẽ có rất là nhiều album khác nhau. Đó, và chúng ta sẽ phát luôn cái bài này đi. Đó, các bạn thấy chưa? Tuyệt vời chưa? Và cũng chọn có thể chọn danh sách ở đây. Đó. Còn đối với các bác nào vào cái phần mà nhập key ấy, đối với các bác đang sử dụng cái phần mềm của iOS ấy, của điện thoại Apple ấy, các bác đến phần nhập key ở bên dưới nó sẽ bắt cho chúng ta là các bác cần ngữ hai cái tính hai cái thông tin nữa là nào. Các bạn đợi một chút.
Hai cái thông tin nữa đó là cái user và password đăng nhập. Thì các bác phải làm thao tác như này nhá. Ở trên màn hình lúc nãy mà các bác lấy cái access key này, các bác ấn vào đây authenticate này. Xong vậy các bác tự đặt cho mình một cái tên đăng nhập cũng như password. Ví dụ như các bác để là admin chẳng hạn này, mật khẩu là từ 1 đến 6. Ok nè. Ok nè, thì ở trên cái điện thoại của bác ấy, iPhone ấy, các bác nhập đúng cái thông tin như thế thì sẽ truy cập được vào cái giao diện như bên trong mà chúng ta vừa có thao tác ở đây. Đây, nó sẽ được như này. Đó, rất là hay. Và em hy vọng đây là một trong những cái hướng dẫn nó hữu ích với anh em khi mà anh em đang có một chiếc máy tính hoặc laptop mà anh em muốn tận dụng nó là một cái con cấu hình máy chủ để có thể chuyển nhạc sang đầu giải mã cũng như âm ly số. Và anh em hoàn toàn có thể yên tâm với cái thao tác trên điện thoại bằng cái phần mềm hỗ trợ của Zeaver Media như thế này. Nếu các bác thấy video này hay và hữu ích thì hãy chia sẻ tới nhiều anh em hơn và like cũng như đăng ký kênh của em để em có thể tìm hiểu và làm ra nhiều những cái video hữu ích hơn cho anh em chơi nhạc số cũng như anh em đang sử dụng cái âm ly số đời mới và hỗ trợ công nghệ DNA để các bác có thể khai thác tối đa được cái tính năng của nó. Và cái chú trọng cũng rất là quan trọng trong cái hướng dẫn này đó là với cái phần mềm Dreamer Media như này, các bác có thể chơi nhạc lên tới định dạng nhạc DSD128 trên cái nền tảng Wi-Fi. Tuy nhiên khi các bác cắm mạng dây thì các bác có thể chơi được nền tảng từ cái định dạng tốt hơn. Nhưng cái đầu giải mã cũng như cái âm ly của các bác phải hỗ trợ nhá. Đó là cái thông tin mà các bác cần lưu ý. Ok, còn bây giờ em sẽ kết thúc video này tại đây và sẽ kết nối video lại và đăng tải để gửi đến các bác để các bác cùng tham khảo. Bây giờ xin chào.